xa sáng ngàn đời, vì ngày mai tiến lên kịp bước chân người. Chân đại nghĩa ước mơ phước tới sáng ngời, chân đại nghĩa cho đời muôn hoa thắm tươi. Vinh quang thay tổ quốc ta ôi tự hào, dưới mái trường tuổi thơ bao mộng mơ, mang trong tim nhiệt huyết trên đường dài, nơi khó khăn chân ngại tuổi xuân hiên mình vì nước. Đây ta sánh vai bên học đường, mai xa rời tuổi thơ xa thầy cô, trong tim ta dòng máu thiêng lạc hồng, ôm ấp bao khát vọng tuổi xuân đất Việt kiêu hùng. Chân đại nghĩa tấm gương xa xa ngàn đời, vì ngày mai tiến lên thì bước chân người. Chân đại nghĩa ước mơ vươn tới xa người, chân đại nghĩa cho đời muôn hoa thắm tươi. Hai mươi năm vươn lên để trưởng thành, Trần Đại Nghĩa, cái tên thân thuộc đã làm nên một phần thanh xuân của tất cả chúng ta. Dưới mái trường yêu thương ấy, từng ghế đá hàng cây, từng khoảng sân rợp bóng mỗi mùa phượng nở đã ghi dấu biết bao ký ức buồn vui của từng thế hệ học trò. 20 năm dựng xây để khẳng định là biết bao tâm huyết của thầy cô đã gửi gắm và kỳ vọng vào chúng con. Mỗi mùa thi qua là một lần thầy cô lại chắp cánh cho một đứa học trò trưởng thành và bay xa. Chúng con mang theo tình yêu thương và tri thức mà thầy cô trao truyền làm hành trang để chinh phục biết bao đỉnh núi cao, biết bao chân trời mới. Và dù có đi đến bao xa, chúng con vẫn luôn biết nơi mình sẽ trở về, nơi có những vòng tay luôn dang rộng để chờ đón chúng con. Bởi tận sâu trong tim mình, chúng con vẫn mãi nhớ ghi Trần Chuyên là nhà. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đừng thanh thang bản thân kéo nhau về. Một phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây vẫn âm thầm. Về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang lên nhau. Chẳng yêu hỏi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, giờ gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi trở về hãy có nhớ em không, người học trò mười năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi
giờ đây.